Vâng, quý vị vừa đến với phần 3, phần cuối của chương trình Giờ Kết Sổ ngày 2 tháng 8 trên kênh truyền hình FPNC. Và chúng ta sẽ cùng với vị khách mời là chị Đỗ Thị Thanh Hiếu đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng cùng trao đổi về một số nhận định chuyên sâu hơn liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước cũng như các tác động từ thế giới để chúng ta hiểu thêm về diễn biến của thị trường trong các phiên sắp tới. Như chị cũng thấy thì liên quan đến các cái diễn biến của kinh tế vĩ mô mà có tác động đến thị trường chứng khoán thì trước đây giới đầu tư rất là quan tâm đến những thông tin kiểu như là lạm phát hay là chính sách tiền tệ chẳng hạn. Trước tiên là thông tin về lạm phát, chúng ta thấy là hai quý đầu năm lạm phát mới chỉ tăng được khoảng 2,5%, trong khi đó mục tiêu của Quốc hội đề ra là năm nay là khoảng 5%. Thì không biết là nhà đầu tư chứng khoán theo như chị tiếp xúc đó, thì họ đang nhìn nhận cái thông tin này như thế nào? Thông tin này đang gây áp lực lên tâm lý của họ ra sao? Với cái đà tăng của CPI vào ở 6 tháng đầu năm thì cái áp lực mà CPI tăng tiếp ở 6 tháng cuối năm khá là lớn. Một số cái áp lực mà có thể kể đến cho chỉ số CPI trong cái giai đoạn tới, có thể kể đầu tiên là cái giá dịch vụ y tế sẽ có khả năng tăng trong cái giai đoạn tới. Thứ hai là đối với cái dịch vụ giáo dục thì theo cái lộ trình tăng học phí của chính phủ thì những tháng qua thì cái học phí này đã được dần mà đi vào đối với những một số tỉnh thành thì làm cho cái học phí đã tăng 4,6%, dẫn đến là áp lực đến CPI là 0,22%. Ngoài ra thì cái nguyên nhân thứ ba có thể kể đến đó là giá xăng dầu, và nếu như mà giá xăng tiếp tục tăng lên cái mức quanh 50 đô một thùng thì cái giá xăng dầu nó sẽ tăng lên, dẫn đến là cái khu vực giao thông vận tải sẽ áp lực lên chỉ số CPI hơn là giúp cho chỉ số giảm như là năm 2015. Ngoài ra thì cái vấn đề mà cái độ trễ của chính sách nới lỏng tiền tệ năm 2015 sẽ cũng ảnh hưởng tới chỉ số CPI trong những tháng cuối năm này. Như vậy thì chúng ta có thấy cái những cái diễn biến của CPI nó tác động lên một số nhóm ngành, nhóm cổ phiếu nào đó trên thị trường chứng khoán không? Đây là cái thông tin vĩ mô, nó sẽ chủ yếu ảnh hưởng chung tới cả thị trường. Tức là khi mà chỉ số CPI tăng thì nó sẽ áp lực đặc biệt lớn lên đối với những nhà điều hành. Thì khi mà muốn áp dụng cái chính sách nới lỏng tiền tệ thì ngân hàng nhà nước cũng phải xem xét các cái yếu tố khác như là CPI hay là sức khỏe của nền kinh tế để giúp cho để có những cái chính sách phù hợp hơn. Trong tình hình này thì ngân hàng nhà nước sẽ phải rất là cẩn thận đối với việc điều tiết tiền cũng như là tín dụng, tăng trưởng tín dụng, đặc biệt là phải lưu chuyển vào những cái ngành mà sản xuất, tăng trưởng sản xuất hơn là đưa vào những cái ngành mà có cái tính chất đầu cơ cũng như là dễ bùng nổ như là thị trường chứng khoán hay là bất động sản. Thì khi mà lạm phát tăng thì có thể thấy dễ thấy nhất đó là cái lãi suất của các ngân hàng cũng sẽ tăng theo. Trong thời gian gần đây thì một số ngân hàng như là VIB hoặc là VB Bank hoặc là Exim Bank thì đã có cái động thái là tăng lãi suất. Cái động thái tăng lãi suất này có thể một phần là đến từ cái việc là tăng dự trữ để giúp cho cái tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên là cũng không thể phủ nhận được cái áp lực của lạm phát lên chỉ số trong cái lên cái lãi suất trong cái giai đoạn này. Như vậy thì với cái diễn biến CPI hiện nay thì rõ ràng là chúng ta chưa có thấy nó gây áp lực tâm lý nào đó lên một nhóm cổ phiếu cụ thể nào, mà chỉ là để cơ sở để nhà đầu tư tham chiếu để họ kỳ vọng về một sự thay đổi nào đó trong chính sách tiền tệ, đúng không ạ? Và chính sách tiền tệ đó nó sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Còn cái chính sách tiền tệ là sẽ bạn có thể thấy là khi mà GDP tăng trưởng, có nghĩa là các doanh nghiệp hoạt động tốt cũng như là tình hình kinh tế đã ổn định trở lại, thì khi này nếu như mà lạm phát tăng thì dẫn đến là GDP sẽ khả năng mà ngân hàng nhà nước áp dụng chính sách nới lỏng để giúp cho GDP tăng sẽ thấp hơn. Thì khi này thì chính sách cái vấn đề về lạm phát sẽ được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn, cũng như là các chính sách nới lỏng tiền tệ, thì những chính sách này đều ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán cũng như là cả một nền kinh tế. Dạ vâng, tức là khi mà nhà nước bật đèn xanh cho chuyện nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì thị trường chứng khoán đương nhiên gián tiếp cũng sẽ hưởng lợi, đúng không ạ? Vâng, tại vì thị trường chứng khoán là thước đo của nền kinh tế. Chị có thấy là nhiều nhà đầu tư họ đang kỳ vọng vào cái chuyện là chính sách tiền tệ sẽ thay đổi theo hướng nới lỏng không? Khi mà chính sách tiền tệ mà được nới lỏng thì khả năng mà nền kinh tế tốt lên sẽ rất là lớn, như là thị trường chứng khoán cũng có cơ hội tăng trưởng rất là lớn, nên là nhà đầu tư thì dĩ nhiên là kỳ vọng vào GDP tăng trưởng và nền kinh tế có sự tăng trưởng như vậy.
Dạ vâng. Chúng ta cũng thấy quay trở lại với thị trường chứng khoán thì những cái phiên giao dịch ảm đạm vừa rồi không hẳn là chịu ảnh hưởng chỉ từ các yếu tố vĩ mô, mà chúng ta còn thấy tháng 8 thường thường là cái tháng thuộc về vùng trũng thông tin, khi mà báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp hầu như là đã được công bố hết. Và tháng này theo quan điểm của những người làm ăn thì cũng là tháng không nên giao dịch vì nó là tháng 7 âm lịch. Cho nên là chị có nghĩ là do những yếu tố này cộng hưởng vào với nhau cho nên là chúng ta đang chứng kiến những phiên màu đỏ rất ảm đạm của thị trường như vừa qua không? Theo tôi thì cái vấn đề mà thị trường giảm trong cái giai đoạn vừa qua có thể là do khi mà thị cổ phiếu tăng quá lớn thì cũng cần phải có những cái phiên điều chỉnh, và để cho nhà đầu tư cần phải có được cái chấp nhận được cái mặt bằng giá mới. Riêng về tháng 8 này thì tôi đồng ý với cái quan điểm là sau khi mà cái tháng 8 trong cái giai đoạn này thì đa số là kết quả kinh doanh đã được công bố rồi và cái khoảng trống thông tin rất là lớn, các cái thông tin khác hỗ trợ cũng ít, khó mà hỗ trợ cho thị trường trong giai đoạn này. Vì vậy là theo tôi cái vấn đề mà thị trường trong giai đoạn tới khả năng là vẫn tiếp tục sẽ giảm cái thanh khoản cũng như là có theo chiều hướng là tích lũy là chính. Dạ vâng. Thế còn nếu mà chúng ta nhìn vào blue chip trong thời gian qua như chị nói thì đã tăng quá nhiều rồi nên bây giờ là giai đoạn điều chỉnh, đặc biệt là của rất nhiều blue chip. Thì nên chăng lúc này nhà đầu tư nên lưu ý đến những cổ phiếu tầm trung thôi? Chị có nghĩ vậy không? Và điều kiện nào đối với những cổ phiếu tầm trung chị cho rằng là nhà đầu tư nên có thể xem xét để tích lũy? Tôi cho rằng là khi mà thị trường đã vượt được vừa qua, đã vượt được ngưỡng 640 thì đã nói lên cái sức mạnh của thị trường và có thể là thị trường sẽ bước sang trang mới. Khi đó thì cái đáy ngắn chung và dài hạn của thị trường không phải là mức 580, 530 như ngày trước nữa mà đã vượt lên thành ngưỡng 600 điểm thì có khả năng là thị trường sẽ tạo được điểm cân bằng tại đây. Vì vậy là tôi cho rằng cái chỉ số PE như ngày xưa thì mọi người thường đánh giá là ở mức quanh 10 thì đó là cái chỉ tiêu định giá. Tuy nhiên khi mà thị trường bước lên một cái vùng mới thì các cái chỉ số cần phải đánh giá lại. Và chúng ta nói đến một cái yếu tố khác cũng tác động không nhỏ đến tâm lý thị trường trong những giai đoạn vừa qua, đó là tác động từ giao dịch của khối ngoại. Như chị cũng thấy thì gần đây trong các phiên mà thị trường thanh khoản hẹp thì chúng ta cũng nhìn thấy giao dịch của khối ngoại rất thấp. Và chúng ta cũng biết là một trong những cái nhà đầu tư tổ chức lớn thường có những giao dịch lớn hoặc là tác động đến tâm lý thị trường chung, đó là các cái quỹ ETF. Thì tháng 9 tới mới là cái kỳ review mới của họ. Vậy thì phải chăng từ đây đến lúc đó, nếu mà khối ngoại giao dịch cũng ảm đạm như bây giờ thì nhà đầu tư trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng không? Nếu trong những phiên gần đây á, thì theo thống kê từ tháng 7 thì riêng tháng 7 thôi khối ngoại đã mua ròng tới giá trị là 1.150 tỷ đồng, tương đương với 52 triệu đô la. Thì đây là cái mức mua ròng lớn nhất mà kể từ đầu năm đến nay, cho thấy là cái hoạt động của khối ngoại đối với thị trường, cái sự quan tâm của khối ngoại đối với thị trường Việt Nam khá là lớn. Ngoài ra thì một số cái thông tin khác, ví dụ như là khi mà sau khi xảy ra sự kiện Brexit thì Fed cũng cái khả năng mà tăng lãi suất cũng sẽ bị giảm bớt đi. Còn thì chính phủ thì cũng đưa ra những cái chính sách mà hỗ trợ cho thị trường. Ngoài ra thì tuy là thị trường đã tăng rất là mạnh so với trong cái giai đoạn vừa rồi, nhưng mà so với các thị trường chung trong khu vực thì các cái mã cổ phiếu của Việt Nam vẫn còn nằm ở trong cái đoạn khá là hấp dẫn. Do đó là tôi kỳ vọng là nhà đầu tư nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục ở lại đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 8 cũng như là trong những thời gian tới. Vâng, rất cảm ơn chị về những cái chia sẻ hết sức là cụ thể về các yếu tố tác động đến tâm lý thị trường cũng như là các yếu tố tác động đến nội tại của doanh nghiệp. Vâng, những phân tích vừa rồi của vị khách mời đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng là chị Đỗ Thị Thanh Hiếu cũng đã đồng thời khép lại chương trình giờ kết sổ hôm nay của chúng tôi trên kênh truyền hình FPNC. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.